Tư Mã Huy có nói với Lưu Bị, Phục Long và Phượng Sồ: trong hai người đó có được một thì có thể lấy được thiên hạ. Lưu Bị sau này có được cả hai nhưng không những không thống nhất được thiên hạ mà còn để rơi vào tay họ Tư Mã. Đáng chú ý là nhà Tư Mã không hề có được bất cứ một người nào trong cặp rồng phượng ấy, từ thời Hán Mạc, Hoàng quan Lộng Quyền, Đổng Trác khống chế Kinh Thành. Phế Hán thiếu đế lập Hán hiến đế, các lộ chư hầu nổi lên, Đổng Trác chết, Tào Tháo lên làm thừa tướng tiêu diệt viên thiệu, bá chủ một nửa giang sơn đại hán. Tôn quyền ở vùng đất giang đông dựa vào hình thế hiểm yếu, hiện tại như lá mùa thu mà tồn tại dài lâu. Lưu bị từ anh bán giày nhờ mang chân mệnh thiên tử mà dần thu phục được nhóm ngũ hổ tướng lừng danh, đặc biệt là hai vị quân sư bàn thống khổng minh. Đã tạo nên thần tích thời Tam Quốc, xưng đế, vậy khổng minh và bàn thống, hai nhân vật trứ danh như vậy vì sao lại đi theo Lưu bị, và vì sao khi có được cả hai mà lưu bị lại không thể nào hoàn thành được đế nghiệp một đời của mình chúng ta hãy cùng tìm hiểu để biết được lý do một lưu bị thu phục cặp rồng phượng lưu bị và khổng minh sau khi viên thiệu thất bại trong trận quan độ lưu bị vốn là người dựa vào viên thiệu đành phải cùng trương phi quang vũ đi nương nhờ lưu biểu kinh châu mục đối với lưu bị lưu biểu rất khách khí cho lưu bị một số binh mã nhưng với lưu bị biểu chưa thật yên tâm cho Lưu Bị đồn trú ở huyện Thành Tân Giả, một nơi hoang vu và đất hẹp, tổ của Lưu Bị là tông thất nhà Hán, sau này gia tộc sa súc. Cuối đời Đông Hán Thiên hạ đại loạn, Lưu Bị cũng nhân cơ hội hành động, muốn khôi phục nhà Hán. Nhưng hơn 20 năm đã qua, Lưu Bị tuy danh tiếng rất lớn, nhưng vẫn phải sống nương nhờ người khác, chưa có một thế lực đủ lớn mạnh. Ông thường ca tháng bên cạnh mình chưa có một nhân tài có thể đưa ra mưu kế để chỉ huy binh mã, khi Lưu bị đóng quân ở Tân Giả, có không ít người ở các nơi đến theo. Bản thân ông cũng đi khắp nơi tìm người tài. Có một mưu sĩ tên là Từ Thứ, đến Tân Giả nói với Lưu bị, có một người tên Gia Cát Lượng, người ta thường gọi là Ngoà Long, là một nhân tài khó sánh được, tướng quân có muốn gặp ông ta không? Lưu bị nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội nói với Từ Thứ, nhờ ngài bảo ông ta đến gặp tôi, Từ Thứ khu khu tay, nói, Gia Cát Lượng là nhân tài khó gặp người như ông ta không thể dễ dàng gọi đến tướng quân phải đích thân kính trọng đi mời ông ta lưu bị cho rằng từ thứ nói phải quyết định tự mình đi gặp gia cát lượng sau đó khi lưu bị đến ngoạ long trang cầu kiến gia cát lượng mà không gặp từng để lại một phong thư trong thư lưu bị bày tỏ bản thân ngưỡng mộ cao danh đã lâu thành ý hai lần đến yết kiến đều không được gặp phải trở về ân hận vô cùng sau khi thuật lại chí hướng cả đời Lưu bị hy vọng gia các lượng có thể xuống núi phụ tá, trổ hết tài lớn của lã vọng, thi thố hết kế lạ của tử phòng, cũng nói mình muốn sau khi tắm gội ăn chay lại tới thăm viếng, tâm cầu hiền như khát nước hiện rõ trên giấy. Thân là hoàng thúc có thể chiêu hiền đại sĩ như vậy, có thể nói là đã tận tình tận nghĩa rồi. Theo quan niệm của người đời, gia các lượng là nên vì được sủng ái mà lo lắng, cần phải tự mình gặp hoàng thúc mới phải đạo, tuy nhiên, gia cát lượng trong xuất sư biểu lần thứ nhất có đưa ra lời giải thích đối với tâm tư của ông ông nói thần xuất thân áo vải cày cấy ở nam dương chỉ cầu an toàn tính mệnh trong loạn thế không cầu tiếng tâm nơi chư hầu trong đó có hai chữ gia cát lượng nói chỉ cầu an toàn tính mệnh thật ra cũng không đơn giản là bảo vệ mạng sống của mình ở đây tính và mệnh là tách ra hơn nữa tính đứng trước mệnh trong đó tính chỉ bản tính tâm tính bao gồm nguyên tắc đạo đức làm người phương thức làm người và khí tiết của ông đó là so với mệnh còn quan trọng hơn và các lượng cũng không phải là người trong thế tục đối với danh lợi sắc dục trong cõi hồng trần cuồng cuộn đều xem rất nhẹ sau khi nhận lời lưu bị xuống núi ông căn dặn người em gia các quân rằng ta chịu ân lưu hoàng thúc ba lần hạ cố không thể từ chối được em ở nhà chăm việc cày bừa ruộng nương không được bỏ hoang đợi bao giờ thành công anh sẽ về đây ẩn giật. Đó chính là tâm ý của Gia Cát Lượng khi quyết định xuất sơn phò tá Lưu Hoàng Thúc. Một con người thấu hiểu mệnh trời và hành động dựa theo thiên ý, Lưu Bị và Bàn Thống, Bàn Thống tự sĩ Nguyên, người huyện Tương Dương thuộc Nam quận, Kinh Châu. Bàn Thống có quan hệ họ hàng với Gia Cát Lượng. Khi hai người còn nhỏ, chị của Gia Cát Lượng được gả cho Bàn Sơn Dân, một người anh em họ của Bàn Thống. Người đứng ra chủ hôn là danh sĩ Bàn Đức Công, chú của Bàn thống và Bàn Sơn Dân. Bàn thống hơn gia Cát Lượng 3 tuổi. Hai người đã thường xuyên qua lại, trong khi gia Cát Lượng tỏ ra thận trọng thì Bàn thống có phần sốc nổi bộc trực, khá tương phản tính cách với nhau. Do Bàn thống chậm chạp vụng về, nhiều người coi thường ông, nhưng Bàn Đức Công hiểu ông và rất coi trọng. Nghe tiếng danh sĩ Tư Mã Huy giỏi biết người, Bàn thống tìm đến gặp. Khi gặp nhau, Tư Mã Huy đang ở hái dâu trên cây, bàn thống liền ngồi dưới gốc cây trò chuyện, cứ thế hai người đàm luận từ sáng tới khuya. Tư Mã Huy nhận ra tài năng của ông, hết sức khen ngợi. Từ đó danh tiếng bàn thống nổi khắp nơi. Bàn đức công quý mến cả ông và Gia Cát Lượng, gọi ông là Phượng Sô, Phượng Con, Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Rồng Nằm, lúc đầu, bàn thống ở Giang Nam theo tôn quyền trong trận xích bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là khiến thuyền không tản ra được khi bị hỏa công, cháy rụi hết. Sau trận xích bích, 208, tướng Đông Ngô là Chu Du mang quân đánh chiếm Giang Lăng, Nam quận từ Tây Tào Nhân, 209, được Tôn Quyền Phong làm thái thú Nam quận. Bàn thống vẫn giữ chức công tàu không được Chu Du để ý đến. Sau nhờ Gia các Lượng một phen liều mình sang Đông Ngô, thực hiện kế sách thuận tay bắt dê, vừa giải tỏa hiểu lầm giữa Đông Ngô và Lưu Bị để cả hai tiếp tục liên hợp kháng tạo, vừa tiện thể sang Đông Ngô tìm kiếm hiện tại về phò tá cho Lưu Bị, kết cục đúng như mong đợi, sau khi khóc tan chu du xong, khổng minh gặp được bàn thống và trao cho ông một phong thư. Mong muốn ông nếu ở đây không được trọng dụng hãy về với Lưu Hoàng Thúc. Quả nhiên, Tôn Quyền vốn là người cẩn thận, thấy bàn thống sốc nổi, ngoại hình xấu xí, thì không ưng, Nền thống mới từ biệt Giang Đông để về với Lưu Bị, đúng ý nguyện của Khổng Minh. 2. Cái chết của bàn thống và Khổng Minh, cái chết của bàn thống, hồi thứ 63, Tam quốc diễn nghĩa chết, khi Khổng Minh ở Kinh Châu. Vào dịp Tết thất tịch, chúng quan mở hội yến tiệc cùng bàn về việc thu hồi Kinh Châu. Bỗng thấy một ngôi sao to như cái đầu xuất hiện ở phía Tây, từ trên trời rơi xuống, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Khổng Minh thất kinh, ném ly xuống đất, ông mặt khóc rằng, Bi ai thay? Đau xót thay. Chúng quan hoảng hốt hỏi duyên cớ. Khổng Minh nói, trước đây ta đoán rằng năm nay sao thiên cương ở hướng Tây sẽ bất lợi cho quân sư. Thiên cẩu xâm phạm quân ta, sao Thái Bạch ở gần Lạc Thành, ta đã gửi thư cho chú công dặn phải đề phòng cẩn thận. Ngờ đâu đêm nay sao rơi phía Tây, mạng sống của bàn sĩ Nguyên ắt đã chấm hết rồi, nói xong, lớn tiếng khóc rằng, hôm nay, chú công chúng ta đã mất đi một cánh tay rồi chúng quan đều thất kinh, chưa tin lời ông. Khổng Minh nói, trong mấy ngày nữa, ắt có tin tức. Tiệc rượu chưa kịp vui đã tàn cuộc. Mấy ngày sau, quả nhiên có tin báo rằng quân sư bàn thống bị tên bắn chết trước gò lạc phượng, cái chết của Khổng Minh, hồi thứ 103 Tam Quốc diễn nghĩa chép, đang đêm, Khổng Minh đang ốm vẫn ra khỏi lều, ngẩng đầu quan sát thiên văn, ông vô cùng kinh hãi liền vào lều bảo với Khương Duy rằng, mệnh ta nội trong sớm tối nay mà thôi duy nói thừa tướng sao lại nói những lời như vậy khổng minh nói ta thấy trong sao tam đài sao khách sáng lạn gấp bội sao chủ u tối các chòm sao tương phụ nhau ánh sáng của nó đã mờ tối thiên tượng như vậy mệnh ta có thể tự rõ được cùng lúc đó tư mã ý một đối thủ đang cố thủ trong một doanh trại khác bỗng một đêm ngẩng đầu quan sát thiên văn vô cùng mừng rỡ nói với hạ hầu bá rằng ta thấy sao tương mất vị trí khổng minh ắt đang mắc bệnh nặng không lâu sẽ chết khổng minh vứt kiếm mà than rằng sống chết có số không thể cưỡng cầu được ngay đêm hôm đó khổng minh lệnh cho người diều ra ngoài ngẩng đầu nhìn sao bắt đẩu chỉ về một ngôi sao xa xôi nói kia là tướng tinh của ta đó mọi người nhìn theo thấy ngôi sao đó màu sắc u tối lè lói sắp tắt quả nhiên đêm đó gia các lượng quy tiên